thưa quý vị bộ ngoại giao mỹ cho biết một phái đoàn cấp cao của nước này sẽ tới trung quốc vào tuần tới để tiếp nối các cuộc hội đàm gần đây của tổng thống mỹ joe biden với chủ tịch trung quốc tập cận bình và chuẩn bị cho chuyến thăm của ngoại trưởng anthony blinken vào đầu năm tới trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề đông á thái bình dương và giám đốc hội đồng an ninh quốc gia phụ trách trung quốc sẽ thăm trung quốc hàn quốc và nhật bản từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 theo thông báo phái đoàn Mỹ sẽ tiếp nối tinh thần của gặp thượng đỉnh ngày 14 tháng 11 giữa tổng thống Joe Biden và chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 tại Bali, Indonesia để tiếp tục quản lý một cách có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa hai nước và thăm dò các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, cũng như đặt nền móng cho chuyến thăm của ngoại trưởng Blinken đến Bắc Kinh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Biden tiếp tục siết chặt các hạn chế đối với việc Trung Quốc tiếp cận các công nghệ tiên tiến như chất bán dẫn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây cho biết ông muốn duy trì đối ngoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm ra cách giải quyết khủng hoảng tại Ukraine hiện nay. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Đức cũng cho biết đã nhiều lần điện đàm với Tổng thống Putin sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Đức được đưa ra chỉ một ngày sau khi tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow đang dần mất hoàn toàn niềm tin vào phương Tây và điều này khiến triển vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine trở nên xa vời. Liên quan tới vấn đề năng lượng, thủ tướng Olaf Scholz cho hay, dù không có bất cứ lệnh trừng phạt nào đối với lĩnh vực khí đốt, song Nga đã dừng chuyển cho Đức một phần liên quan tới các sự cố trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc. Cảnh sát Đức vừa giải cứu thành công các nạn nhân trong vụ bắt giữ con tin ở chợ Giáng sinh Dresden, Đức. Kẻ bắt cóc đã chết trong chiến dịch giải cứu. Vụ việc này xảy ra không lâu sau khi cảnh sát Đức phát hiện và ngăn chặn một âm mưu bạo động, lật đổ chính quyền và bắt giữ 25 nghi phạm. Theo cảnh sát, vào lúc khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12 theo giờ địa phương, lực lượng đặc nhiệm đã đột kích vào trung tâm mua sắm nằm trong chợ Giáng sinh Dresden mà nghi can bắt giữ con tin đang cố thủ và khống chế được đối tượng, giải cứu thành công hai con tin. Theo thông tin cập nhật của truyền thông, nghi phạm cũng được cho là đối tượng đã ra tay sát hại người mẹ 62 tuổi của mình tại một tòa trung cư thuộc quận Brohis phía đông nam Dresden vào sáng cùng ngày. Theo người phát ngôn cảnh sát, người đàn ông này nhiều khả năng bị mắc chứng tâm thần. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chợ Giáng sinh ở Dresden đã phải tạm đóng cửa, giao thông công cộng ở một số tuyến phố đã bị phong tỏa. Cảnh sát cũng yêu cầu mọi người không đi xe vào khu vực trung tâm để tránh ách tắc. Chúng tôi đã giải cứu thành công hai con tin. Họ đã an toàn và đang được chăm sóc đặc biệt. Thủ phạm cũng đã bị tiêu diệt. Tình hình đã được kiểm soát. Để Hiện không còn mối nguy hại nào khẩn, khẩn cấp ở Dresden nữa. Vụ việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm sau khi các nhà điều tra Đức vừa phá một âm mưu của lực lượng cực hữu công dân đế chế, âm mưu tấn công và đổ chính quyền, thiết lập một nhà nước mới. Thưa quý vị, đợt không khí lạnh bao trùm châu Âu sẽ tiếp tục kéo dài đến tuần sau với dự báo nhiệt độ dưới 0 độ C ở Đức và tuyết rơi tại một số vùng nước Anh. Đợt lạnh đầu mùa khiến nhu cầu khí đốt ở châu Âu tăng vọt, trở thành bài kiểm tra về khả năng chống chịu mùa đông khi thiếu khí đốt của Nga. Tuy thời tiết lạnh giá sẽ mang đến không khí mùa lễ hội nhưng cũng gây sức ép lên nguồn cung năng lượng châu Âu đang cần để vượt qua mùa đông, nhất là khi nhu cầu sưởi ấm gia tăng và nguồn cung khan hiếm từ các trang trại điện gió của Anh, Đức và Bắc Âu. Công ty National Green PLC, nhà điều hành hệ thống năng lượng của Anh cho biết họ dự kiến nhu cầu khí đốt ở nước này tăng lên 417 triệu mét khối mỗi ngày, tăng 65% so với giữa tháng trước. Cơ quan khí tượng Vương quốc Anh cũng đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt trên toàn quốc, với nền nhiệt giảm xuống là âm 10 độ C ở một số khu vực trong những ngày tới. Nhiệt độ trên khắp các quốc gia Bắc, Trung và Đông Âu cũng sẽ giảm xuống gần hoặc dưới mức đóng băng tại Pháp, người tiêu dùng đã cắt giảm mức điện tiêu thụ khoảng 8,3% so với năm ngoái, nhưng vẫn không đủ điện năng để tiêu dùng. Trong điều kiện bình thường, việc sản xuất điện của chúng tôi thích ứng với sự gia tăng nhu cầu trong mùa đông, nhưng năm nay điều này tỷ lệ nghịch với nhau, đặc biệt là vào một số ngày thời tiết quá lạnh và nếu chúng ta không điều chỉnh một số thói quen tiêu dùng của mình, chúng ta sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu. Tại Đức, giới chuyên gia dự báo nhu cầu sưởi ấm có thể tăng để đối phó với thời tiết lạnh giá kéo dài đến gần hết tháng này. Trước mắt, nhà chức trách Đức đã kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp giảm sưởi ấm để tiết kiệm nhiên liệu. Còn tại Thụy Điển, thời tiết giá rét được dự báo sẽ kéo dài trong ít nhất là 10 ngày tới. Điều đáng lo là tình hình thời tiết này lại đi cùng với cuộc khủng hoảng điện ngày càng trầm trọng ở quốc gia Bắc Âu này đầu năm nay các quốc gia châu âu đã bắt đầu cuộc đua tiết kiệm và nhập khẩu năng lượng để tăng lượng dự trữ nhằm tránh tình trạng thiếu hụt và gián đoạn trong mùa đông những động thái này diễn ra sau khi họ quay lưng với nguồn cung năng lượng nga nhằm phản đối cuộc chiến của moscow ở ukraine nga đáp lại bằng cách cắt phần lớn lượng xuất khẩu sang châu âu theo reuters lượng khí đốt dự trữ hiện nay có thể giúp đáp ứng nhu cầu tại châu âu trong mùa đông này miễn là thời tiết không quá giá rét trong thời gian tới tuy nhiên cuộc khủng hoảng về nguồn cung khí đốt khó có thể được giải quyết hoàn toàn trong năm tới Kính thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 cải tiến của các hãng Moderna và Pfizer-BioNTech làm mũi tăng cường cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Vaccine mới này có khả năng chống lại virus SARS-CoV-2 và các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron. Sản phẩm này đã được phê duyệt để sử dụng làm mũi tăng cường cho trẻ từ 5 tuổi trở lên tại Mỹ và Liên minh châu Âu-EU. Pfizer cho biết trẻ em tại Mỹ sẽ được tiêm 2 mũi cơ bản bằng vaccine ngừa COVID-19 cũ và một mũi tăng cường bằng vaccine cải tiến có khả năng chống biến thể Omicron. Tháng trước đó, một nghiên cứu đối với hơn 360.000 người tại Mỹ cho thấy việc tiêm mũi tăng cường bằng những vaccine cải tiến, bao gồm cả vaccine của Moderna, giúp tăng khả năng bảo vệ trước những biến thể phụ ở những người đã tiêm tới 4 mũi bằng vaccine cũ. Thưa quý vị, thành phố Lahore thuộc tỉnh Punjab của Pakistan đã trở thành nơi ô nhiễm nhất thế giới theo chỉ số chất lượng không khí toàn cầu. Tòa án cấp cao Lahore mới đây đã phán quyết các trường học nên đóng cửa thêm vào các ngày thứ sáu và thứ bảy ngoài ngày nghỉ cuối tuần. Hiện các bệnh viện đã quá tải với một lượng lớn bệnh nhân gặp vấn đề về thở và mắt cũng như kích ứng họng hậu quả của tầng khói mù màu xám bao phủ quanh thành phố. Chất lượng không khí tại thành phố hơn 11 triệu dân này liên tục nằm trong số tồi tệ nhất thế giới và ngày mùng 7 tháng 12, mức ô nhiễm đã gần đạt tới ngưỡng nguy hiểm. Các nhân viên quản lý xuất nhập cảnh tại một số sân bay lớn của Anh, trong đó có sân bay bận rộn nhất nước này Heathrow, đã lên kế hoạch đình công 8 ngày trong tháng này để yêu cầu tăng lương và gây nguy cơ gián đoạn các dịch vụ hàng không vào dịp lễ Giáng sinh. Theo nghiệp đoàn PCS, các nhân viên an ninh do Bộ Nội vụ Anh tuyển dụng tại các quầy kiểm tra hộ chiếu sẽ tiến hành đình công tại các sân bay Heathrow và Gatwick của London cùng một số sân bay khác trong khu vực. Ước tính số nhân viên tham gia đình công vào khoảng 2.000 đến 3.000 người. Những ngày dịch vụ bị gián đoạn rơi vào khoảng thời gian từ ngày 23 đến 26 tháng 12 và từ ngày 28 tháng 12 đến ngày cuối năm 31 tháng 12. Quyết định tiến hành đình công vào dịp lễ Giáng sinh cao điểm đồng nghĩa với việc các nhân viên này chấp nhận sẽ không được trả lương. Song đây là phương án cuối cùng đối với họ và các nghiệp đoàn cần đảm bảo hành động này gây được sự chú ý. Bộ trưởng Bộ Di trú Robert Jenrick cho rằng quyết định trên là không chính đáng và có thể phá hỏng kế hoạch của hàng nghìn gia đình và doanh nghiệp. Công ty phân tích hàng không Cirium ước tính hơn 10.000 chuyến bay có lịch cất cánh hạ cánh trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 31 tháng 12, phục vụ khoảng 2 triệu lượt hành khách. Người phát ngôn của Heathrow cho biết sân bay đang làm việc với các hãng hàng không và lực lượng biên phòng về kế hoạch giảm thiểu sự gián đoạn. Trong khi đó, đại diện sân bay Gatwick nói rằng sẽ huy động thêm nhân viên để hỗ trợ hành khách vào những ngày đình công, đảm bảo các chuyến bay diễn ra bình thường. Giáng sinh đang đến rất gần và không khí của mùa lễ lan tỏa không chỉ ở khắp các con phố mà còn tới cả thế giới thủy cung ở thủ đô Budapest của Hungary. Mới đây các thợ lặn của thủ đô đang mang một cây thông Noel xuống đáy thủy cung Chopicarium như một phần trong các hoạt động truyền thống thường niên mừng đón Giáng sinh tại quốc gia Trung Âu này. Trong trang phục ông già Noel đỏ trắng truyền thống, hai thợ lặn hòa mình dưới làn nước cùng bầy cá mập và nhiều loại cá lạ mắt mang theo cây thông được trang trí tỉ mỉ, công phu để đặt dưới đáy thủy cung Tropicarium. Thủy cung Tropicarium chứa 1 triệu lít nước biển và là ngôi nhà thứ hai của hai cá thể cá mập hổ cùng nhiều loài cá bắt mắt và quý hiếm khác. Hai chú cá mập này mới chuyển về đây được hai tuần từ một thủy cung ở Pháp. Chúng tôi phải cố gắng bơi thật nhẹ để không gây sự chú ý đối với đôi cá mập mới vì đây là lần đầu tiên chúng tiếp xúc với thợ lặn ở hungary một khó khăn nữa là trang phục ông già noel không phải là trang phục chuyên dụng cho việc lặn chúng tôi phải hết sức khéo léo khi bơi để không ảnh hưởng tới bầy cá dưới thủy cung không chỉ khách tham quan tỏ ra thích thú với cây thông noel dưới thủy cung mà ngay cả bầy cá cũng bơi lội tung tăng hơn ngày thường Đối với cá mập thì cây thông Noel sẽ như một nơi trú ẩn mới dành cho chúng, đem lại cho chúng thêm cảm giác an toàn. Vì thế mà chúng tỏ ra rất phấn khích. Cây thông Noel được đặt dưới thủy cung tới hết mùa lễ giáng sinh năm nay.